Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay dẫn mọi người đi đánh lại cái tủ hộp cáp nhá. Với lại sơn lại cái mã tủ cáp. Cái đây mấy tháng thì em có chuyển cái tủ cáp sang bên này này. Tuy nhiên cái thời điểm đấy thì mình không có cái kìm xiết đai để đánh lại cái tủ cáp. Hôm nay nhân tiện có cái tủ xiết đai thì cái kìm xiết đai nên là đi vào trong này luôn để đánh lại cái tủ cáp theo cái quy trình quy định đấy. Tủ hộp cáp phải bảo dưỡng định kỳ, cứ khoảng độ 3 tháng sẽ đi bảo dưỡng sơn tủ này, lau chùi tủ hộp cáp. Đấy, nói chung là nó rất nhiều thứ anh em dây máy phải làm. Đây mấy cái túi đồ này, này rất nhiều đồ này anh em. Hôm nay nhân tiện là đi sơn lại cái tủ cáp thì đi đánh lại luôn cái tủ cáp luôn. Nói chung là nếu mà mình làm từ đầu, mình bảo dưỡng tủ hộp cáp từ đầu thì nó cũng rất là nhanh thôi. Còn mấy cái tủ hộp cáp mà lâu ngày mình không đi bảo dưỡng ấy thì nó bị bẩn, là mình phải bảo dưỡng lại thì nó mất thời gian thôi. Mỗi một cái con chạm thì nó rơi vào tầm hơn 100 tủ cáp. Nếu mà anh em nào mà đã có cái động thái làm từ đầu rồi thì mình đi đóng guốc bảo dưỡng nó chỉ có tầm một tuần thôi, một tuần sẽ xong. Thế nếu mà anh em nào mà chưa có củng cố hoặc là chưa có sơn xiếc gì thì nó mất khá là nhiều thời gian. Đây là cái tủ mà mấy cái video đợt trước mà em chuyển cái đường cáp xuống đây này. Trước là không có kìm xiết đai cho nên là thôi, kìm xiết đai cho nên là không đánh lại được cái tủ. Đây mọi người, cái tủ này là phục vụ duy nhất một nhà ở trong bên này. Đây nó có cái kìm xiết đai đấy. Đây là cái khóa đai anh em. Đây cần đánh lại 4. Đây đánh 4 cái như này. Đây đợt trước là phải dùng buộc bằng cái dây thuê bao. Đây, ướm qua cái đây. Ướm của dưới này. Thêm một tí này. À xa. Vừa lúc sáng xin chỗ nhà ông cái dầu nhớt để đổ vào trong này. Bây giờ cắt dẻo phết. 4 dây đều bằng nhau này. Lúc sáng là đánh khó thật. Đấy, bây giờ cắt cực dễ này. Bốn sợi. Mấy cái tủ cáp này do anh em dịch chuyển nhé mọi người nhé. Thay đổi hạ tầng. Có sẵn cái kìm này mình đi làm thì nó
mặt tiện. Mỗi một cái tủ cáp như này ấy, thì phải đánh là bốn cái sợi như này, hai cái của ống vàng này với lại hai cái tủ. Nó úp như này. Như nào nhỉ? Đây nhá. Úp như này. Đấy. Cho này vào trước anh ạ. Nói chung để làm mấy cái thứ như này thì mình phải có thời gian. Nhưng mấy cái không có sự cố hoặc là không có triển khai thì mình mới đi làm được mấy cái này. Bởi vì cái mấy cái này đồ nó rất là lỉnh kỉnh. Không phải lúc nào mình cũng không phải lúc nào cũng có cái kìm xiết đai này để cho anh em đi xử lý lại. Bây giờ sẽ đánh hai cái ống vàng ở trước này. Đánh ống vàng trước xong mới đánh tủ. Để cho nó chắc cái ống vàng này tới trước đã. Alo. Em kiểm tra giúp anh chưa? Tí nữa anh ơi. Em đã chưa? Em chưa có qua. Anh không ở nhà. À vâng. Đi ra ngoài chứ bị bắt. À vâng. Cứ tình cảm lên thế là xử lý chưa được tại nhé. Rồi. Vâng, để em xem đã. Anh đang đi Định Bình. À. Có gì mai qua nhá. Vâng. Mỗi lần này phải rút ra cắm lại anh không ở nhà. Rồi, ok, vâng. Cám kiếc. Nếu mà đánh một mình thì anh em nên buộc cái này trước này. Cái dây đai này nó rất sắc cho nên anh em phải cẩn thận. Bây giờ sẽ đánh cái ống vàng này trước anh ạ. Siết cái ống vàng này trước để cho nó chắc trước đi đã. Xong rồi mình sẽ siết. Đây anh em lưu ý cái ống vàng này. Ống vàng thì bằng với cái mép tụ. Nhưng mà mình sẽ đánh ở góc này. Cho nó căng.
Đấy. Đây, em thấy nó dễ không? Đấy. Khi mà siết xong cái ống vàng ấy, thì anh em lại siết tủ cáp. Ngược. Ok. Đấy, xong rồi bây giờ anh em đánh xem nhìn ở đây nó có cần chưa. Đây, này là cần này. Đi siết như này thì anh em ạ. Lưu ý là nó khi mà mình siết lại gần gần đấy, mình chỉnh. Đây, mình chỉnh chỉnh cái tủ cáp này. Không lại. Xong đấy, lúc đánh xong rồi thì nó lại nghiêng thì lại phải làm lại thì lại khổ. Ok chưa? À đây. Mình tận dụng lại luôn cái này, mình đánh luôn cũng được. Hôm trước là cái này nó siết bằng tay anh em, cho nên là nó không được ấy. Nó không được chắc. Có đủ không? Đoạn này không đủ, không đủ để đánh lại. Tháo mẹ đi. Đoạn này. Hôm nay không để ý rồi.
Không để ý nó lại bị mất cái ống vàng này. Ok, xong anh em ạ. Đấy, bánh xong tụ luôn rồi. Tiếp theo là lại đi in ấn. Đi sơn lại cái mã tủ. Tủ này nó bong mất đấy. Ui giời, nhiều kiến đấy. À, nó có cái lỗ đây. Nó bị thủng mất cái lỗ đây. Đây mọi người nhé, đây là cái bảng để đánh lại cái tủ cáp này. Còn đây là cái sơn 70.000 một lọ. Mấy cái tủ này thì cứ khoảng độ vài một thời gian là nó bung hết. Nó bung hết sơn. Không biết có cách nào để cho cái tủ này cứ một thời gian lại phải anh em phải đi phun lại, tốn thời gian lắm. Nhìn như này thôi nên mất thời gian. Đấy. Lên tên ngay.
Cái tủ cáp này thì phục vụ mỗi một nhà cách đây khoảng độ 500 m, mà mấy cái video đợt trước. Hết bố pin. Đây máy đo nha. Máy đo hơi nghèo tí. Máy đo này mấy trăm nghìn đấy, 700 nghìn đấy. Hết pin rồi. Ở đoạn ở cái khu này lại nó lại không có sóng, không biết có được. Sợ bấm lại có đoạn này nó lại không thông. Thì ở trong cái vườn keo này thì nó rất nhiều kiến anh ạ. Được trước không có đồ, phải gì cầm được máy hàn vào đây mà hàn nữa. Đây, bây giờ bấm lại cái dẹp, bấm lại cái dẹp thì nó mới cho được vào được. Và được trong cái khay ODF này. Nói chung là phải thử. Rất nhiều kiến. Mấy cái kiến nhỏ nhỏ này nó hay chui vào được trong cái tủ cáp này lắm. Thật ra nếu mà không bấm bằng cái dẹp này thì cũng chả có đồ gì mà bấm anh ạ. Chủ yếu dùng đầu phát vào trong mấy khu xa xa như này thì làm gì mà cầm được máy hàn mà mang đi. Đây nó cắn được đây này, nó cắn được cho nên nó qua được đây.
bình xịt này. Bình xịt này không ăn thua nhá. Được một thời gian nó. Cái này phải phun liên tục cơ. Bây giờ nó bị tắc ở trong cái vòi này. Chắc lắm anh ạ. Cái này nó cũng cứng phết. Đấy, một cái tủ cáp như này mà bảo dưỡng nó rất là mất thời gian. Ôi thôi, gãy mẹ rồi. Ôi, khả năng chơi mũi cái này. Xịt bừa vào. Để cho nó không bị tắc anh em ạ. Rồi, chơi bài này. Chơi bài này hay phết đi. Chơi bài này có khi ổn hơn đấy chứ. Hay hơn anh em ạ. Lúc trước sử dụng cái vòi kia nhưng mà nó không hợp lý lắm. Nó bị tắc.
Như vậy bó nốt cái cáp kia vào là xong. Tốn thời gian phết anh em, mấy cái tủ đánh lại như này đấy. Ôi con cứ nốt dậy. Ở khu miền núi thì mấy cái tủ cáp như này mà mấy cái tủ này nó hay vào lắm. Cứ trời mưa, trời chuẩn bị mưa là đội nhà kiến là nó vào trong này nó làm tổ. Nào mình làm kín lại là sẽ không vào nữa nhộng. Một tủ cáp chỉ phục vụ một nhà khách hàng duy nhất. Quá tuyệt vời. Đấy, ngon nghẹ rồi. Đấy. Từ một cái tủ xấu bây giờ lại thành một cái tủ ngon. Đấy, ở cái con trạm này thì có mỗi cái tủ này là bị di rời thôi nhá. Cho nên là dành thời gian để đi đánh lại cái tủ này. Còn mấy tủ bên kia thì chủ yếu là sơn xịt lại thôi. Sơn lại cái mạ tủ. Sơn thì cũng nhanh thôi mà, mất một tầm mấy phút. Chủ yếu mình lau qua xong rồi sơn lại. Đồ đạc rất là lỉnh kỉnh, rất nhiều thứ. Trên này. Đấy. Sơn lại hai cái tủ nữa là con chạm này. Con chạm này là được đánh tủ gần như là 100% luôn rồi. Đấy, mấy cái tủ mờ thì cũng đã phun sơn xịt lại hết rồi.
khu này là nó không có sóng cho nên không check được cái tín hiệu của cái tủ lúc nãy, để xem nó có tín hiệu không. Phải vào trong cái khu đoạn này thì mới có cái sóng 3G. À đây rồi, có rồi. Để kiểm tra lại xem cái tủ lúc nãy nó có tín hiệu hay không. Anh em ạ, không có tín hiệu luôn. Lúc nãy máy đo nó hết pin cho nên là không xử lý được. Tí phải quay lại để bấm lại. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nào lòng, ánh sáng chưa bầu để mua buồn thâu. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được là con một nhà. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng mang câu hát mời chầu Hà Nam quê ta xin sáng. Mấy cái tủ cáp này lâu ngày nữa. Tủ này là tủ N22.